Bị tai nạn giao thông, nữ bệnh nhân được người dân gần đó đưa vào bệnh viện cấp cứu. Sau 10 ngày điều trị, tình trạng sức khỏe ngày càng nguy kịch nhưng vẫn không tìm được tin tức người thân bệnh nhân. Thông tin từ bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh, nữ bệnh nhân tên Mã Bửu Ngọc, sinh năm 1965, địa chỉ phường Đông Hưng Thuận, quận 12. Bệnh nhân bị tai nạn trước cổng bệnh viện, được người dân đưa vào cấp cứu từ ngày 31 tháng 5. Bệnh nhân hôn mê sâu 10 ngày qua do chấn thương sọ não. Trên người bệnh nhân không có điện thoại hay giấy tờ tùy thân nào. Chỉ có một thẻ đi xe buýt và một sổ khám bệnh có tên Mã Bửu Ngọc, địa chỉ là 4-119C BIS, khu phố 5, phường Đông Hưng Thuận, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh. Bệnh viện Đại học Y Dược đã phối hợp lực lượng chức năng tìm người thân của bệnh nhân theo địa chỉ trên, nhưng đến nay vẫn không có kết quả.